Xin mến chào quý vị và các bạn đến với phần điểm tin bóng đá SEA Games 31 trên kênh Thầy Thuận Học Tập Online. Chúc quý vị một buổi tối cuối tuần vui vẻ, thưởng thức các trận đấu bóng đá hấp dẫn từ ngày Hội Thể thao Đông Nam Á. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi diễn biến trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam, tuyển nữ Campuchia. Cổ động viên đổ về sân Cẩm Phả. Rất đông cổ động viên đến sân đều mang áo đỏ sao vàng để cổ vũ cho Việt Nam. Do cuối tuần, lượng khán giả đến sân tăng đột biến nên một lực lượng lớn an ninh được huy động. Sân Cẩm Phả dần được lấp kín khán giả. SEA Games đang trở thành một ngày hội gia đình. Đội hình xuất phát của Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thu Thương, Hoàng Quỳnh, Hải Linh, Vạn Sự, Hải Yến, Diễm My, Bích Thùy, Phương Thảo, Thanh Nhã, Nguyễn Thị Vạn. Đội hình xuất phát của Campuchia: Sớm Post, Prenet, Sampang, Yurin, Vi Phá, Che Avei, Savi, Kunthea, Chanthet, Prelat, Safea. So với trận thắng Philippines 2-1 ở lượt đầu, huấn luyện viên Mai Đức Chung thay gần hết đội hình chính, trong đó có cả vị trí thủ môn. Thủ môn Khổng Thị Hằng được vào bắt chính thay Kim Thanh. Ở trận đấu này, Việt Nam chỉ cần một trận hòa cũng đủ để lấy ngôi đầu bảng A. Hiệp 1 bắt đầu, Campuchia giao bóng. Phút thứ 5, Thanh Nhã tung cú dứt điểm từ khoảng 20m, nhưng cầu thủ Campuchia kịp áp sát. Phút thứ 7, từ pha tấn công bên cánh phải, Nguyễn Thị Vạn đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà. Phút thứ 10, từ pha tấn công bên cánh phải, Nguyễn Thị Vạn đánh đầu ghi bàn mở tỷ số chó bông gần như chỉ lăn bên phần sân của Campuchia, dù trận này Việt Nam không tung vào sân đội hình mạnh nhất, chủ nhà. Phút thứ 14, Bích Thùy ra chân căng từ rìa cấm địa, nhưng thủ môn Campuchia kịp đổ người đẩy bóng ra. Phút thứ 20, từ đường truyền sệt bên cánh phải của Bích Thùy, Hải Yến ra chân sút nhanh nhưng không đủ hiểm để đánh bại thủ thành Campuchia. Phút thứ 22, Campuchia, đỏ, hầu như không lên được bóng. Trái lại, Việt Nam đã nhàn nhã, dễ dàng áp sát khung thành của Campuchia. Phút thứ 25, cơ hội tiếp tục được trao cho thủ quân Hải Yến. Nhận bóng trong cấm địa, tiền đạo của Việt Nam đẩy nhẹ, loại bỏ hậu vệ Campuchia. Nhưng thủ môn Sớm Post đã lao ra rất nhanh, khép góc và chặn đứng được cú sút của Hải Yến. Phút thứ 28, Bích Thùy đánh đầu cận thành, loại bỏ thủ môn Sớm Post nhưng bóng trịch cột. Campuchia có độ tuổi rất trẻ, đa phần khoảng 20 tuổi. Họ tham dự SEA Games 31 với mục đích học hỏi và tạo tiền đề cho sự phát triển sau này, cụ thể là SEA Games 32 diễn ra trên sân nhà. Thủ môn Sớm Post đang là người bận rộn nhất bên phía Campuchia. Phút thứ 40, các cầu thủ Campuchia gần như đã dồn hết về sân nhà để phòng ngự. Phút thứ 45, hiệp 1 có 1 phút bù giờ. Phút thứ 46, hiệp 2 bắt đầu Trần Thị Thu và Tuyết Dung vào sân. Phút thứ 50, rơi qua 3 cầu thủ, nhưng Hoàng Quỳnh không thể lập công khi cú sút cuối cùng bị hậu vệ Campuchia chặn lại. Phút thứ 57, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Việt Nam nhân đôi cách biệt từ cú đá phạt đền thành công của Hải Yến. Phút thứ 65, 20 phút sau khi vào sân, Tuyết Dung ghi bàn từ pha đá phạt trực tiếp vào góc cao thành bàn, nâng tỷ số 3-0 cho Việt Nam. Phút thứ 77, Nguyễn Thị Vạn ập vào ra chân rất nhanh, tung lưới Campuchia. Đây là bàn thứ 2 của cô trận này, nâng tỷ số lên 4-0 cho Việt Nam. Phút thứ 78, Trần Thị Hồng ập vào đệm bóng, từ đường cho bóng bổng của đồng đội, nâng tỷ số lên 5-0 cho Việt Nam. Phút thứ 81, Vạn Sự xông thẳng vào cấm địa Campuchia, dứt điểm qua tay thủ thành Sớm Post, nâng tỷ số lên 6-0 cho Việt Nam. Phút thứ 87, Dương Thị Vân sút xa, đưa bóng vào góc cao khung thành của Campuchia, nâng tỷ số lên 7-0 cho Việt Nam. Phút thứ 90+3, hết giờ, Việt Nam đại thắng Campuchia với tỷ số tennis 7-0. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi video. Nếu quý khán giả thấy hay, hãy cho một like, một chia sẻ, đăng ký kênh và để lại bình luận góp ý, để kênh Thầy Thuận Học Tập Online có nhiều video phù hợp với quý khán giả hơn. Chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.